Hello, xin chào anh em. Với hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay là một ngày cũng rất là đẹp trời. Trời mây xanh, nắng rất là đẹp luôn anh em. Thì mình có một em rất là xinh xắn muốn giới thiệu cho anh em trong video ngày hôm nay. Em ấy với thương hiệu là VM Motor, xe của Việt Nam anh em. Hàng Việt Nam chất lượng cao quá anh em. Đó, với số loại là VT350 3,5 tấn đời 2017, phiên bản là thùng mui bạc, mở năm bửng, rất là to như thế này. Thì kích thước thùng với chiều dài của cái thùng là 4m9 nè, chiều ngang là 1m9 30 và chiều cao là 1m8 30. Đây là phiên bản thùng mui bạc tiêu chuẩn bình thường, đa số là bằng sắt, nhìn cũng rất là xịn sò luôn anh em, rất là đẹp đấy. Xe rất là tuyệt vời. Đó, lớp ngoài nóc, lớp trong thì tao đang kẽm trụ bằng sắt, sàn sắt thôi. Nói chung là một cái thùng sắt tiêu chuẩn bình thường. Đó, nhưng mà nhìn cũng còn rất là xịn, rất là đẹp luôn đó anh em. Đó, thì xe này với mức giá bên mình dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của các bạn là 250 triệu. Có thương lượng cho anh em đến xem xe và trải nghiệm với dòng xe bên mình. Nói chung là xe còn rất là đẹp, máy móc rất là ok. Khung thì cũng còn rất là chắc chắn, khung sắt si thì cũng rất là dày và cứng cáp, không mục mọt. Đó. Nói chung là xe còn rất ok. Xe với kích thước tổng thể của nó là 6,7 tấn. Đó. Đó chính là cái phần về khối lượng toàn bộ là 6,7 tấn. Tải trọng cho phép là 3,490, chạy bằng B2 được nha anh em. Anh em thấy cái cầu vỏ gai còn rất là cao luôn. Với đường kính mâm của cái vỏ là 16 inch, vỏ 7.5 cũng rất là lớn. Nó khung gầm cũng rất là cao. Nội thất thì cũng rất là đẹp. Đấy. Thì ba chỗ ngồi, ghế bọc da rất là sang trọng, vô lăng có trợ lực, rất là nhẹ nhàng. Đó. Nhìn xe có máy lạnh theo xe luôn nha, xe có mạnh máy lạnh theo xe, rất là mát mẻ luôn. Hộp số của nó 5 số tiến, 1 số lùi. Rất là xịn luôn. Nó nhìn không gian nội thất thiết kế rất là đẹp và bắt mắt. Kính chính diện, khóa cửa trung tâm rất là đầy đủ. Đấy. Xe còn rất là đẹp. Với lại xe 3 năm đi được khoảng 40 mấy ngàn, cũng rất là ít nha anh em. Xe này đi được khoảng 47.000 km, nói chung là rất là ít. Đi như vậy là mình cảm thấy rất là ít đó anh em. Đó. Nước sơn màu xanh rất là zin và rất là đẹp, cụm đèn kiểu halogen mà dạng đứng, có dãy chiếu sáng led ban ngày, rất là xịn sò cho anh em quý hàng của các bạn đi đường. Rất là sáng sủa, rất là đẹp. Vim đấy. Thì cái dòng này nó có một cái bình, nó có một cái ngắt khóa, ngắt cái bình. Anh em phải dặn cái núm lên mới bắt đầu mình đề được. Nhưng mà trước khi đề phải xong nha, nó có một cái lò xo để anh em xong cái bình. Xong lại thì cái xe này nó phải bấm nút xong nha. Đó. 47.000 km đây anh em. Đó. Khi bấm nút xong thì mình bắt đầu mình đề được máy. Cái dòng Vim đặc thù nó như vậy anh em. Mình phải bấm nút xong nên nó mới đề được. Đó. Vim này là máy của Hyundai nha, máy là Hyundai. Còn tất cả linh kiện trên cái xe cabin, nói chung là cái này là hàng nhập khẩu máy móc, đó, lắp ráp. Còn những cái linh kiện khác thì của nhập từ bên Trung Quốc về lắp ráp. Nhưng được cái giá thành nó bình dân và rẻ so với những cái dòng chính hãng. Thì được cái máy Hyundai cũng rất là bền bỉ và rất là khỏe. Thì bây giờ mình sẽ dỡ đầu cabin cũng rất là nhẹ nhàng, cái dòng này dỡ đầu cabin cực nhẹ luôn á anh em. Thì bây giờ mình với anh em sẽ cùng nhau tìm hiểu thử cái khối động cơ của em nó, xem thử cái khối động cơ nó mạnh mẽ như thế nào. Thì động cơ của Hyundai mà D4BH. Đó, động cơ D4BH với dung tích xi lanh là cũng khoảng là 2,5 lít anh em, cũng rất là lớn. Đó. Nói chung là chiếc xe nhìn còn rất là mượt, thùng rất là dài luôn, thùng dài gần tới 5 mét lận mà. 3 tấn rưỡi. Nói chung là xe này chạy bằng B2, rất là gọn và rất là đẹp, xinh xắn như thế này. Đó. Nếu anh em thích cái dòng này cứ gọi ngay cho mình theo số điện thoại 0937 965 342 để bên mình có thể trực tiếp tư vấn cụ thể hơn cho anh em về cái dòng xe này. Với cái dòng xe của Vim, xe cũ á, thì không hỗ trợ vay ngân hàng được anh em, mà không thể nào trả góp được.
Có rất nhiều bạn hỏi mình cái dòng này có trả góp được hay không, thì trong video này mình xin trả lời với anh em, với khách hàng của các bạn là xe này không trả góp được, ngân hàng không hỗ trợ nha. Ngân hàng xe cũ hỗ trợ rất là khó và không hỗ trợ những cái dòng xe của Việt Nam và xe của Trung Quốc nha. Đây là máy Hyundai Kia anh em, máy rất là khỏe, với công suất là 103 PS tại vòng tua là 3.400, máy dầu 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng. Đó, rất là tiết kiệm nguyên liệu luôn. Máy cơ cho 2007 đây, sử dụng máy cơ tiêu chuẩn như Euro 2 nên lên máy rất là khỏe. Mô men xoắn đẹp tới 235 Nm tại vòng tua 2000, mô men xoắn cực lớn, cộng thêm cái hộp số và cái cầu cũng khá là lớn, giúp cho anh em kéo tải rất là tuyệt vời luôn với cái dòng xe này. Mà những cái xe mà bánh to nữa chứ, bánh to cầu lớn, mà máy mô men xoắn cũng lớn, khả năng cộng tải 3,5 tấn mà mình có thể quất lên hơn 5 tấn là chuyện bình thường đó anh em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của bên mình về cái dòng xe tải cũ. Cứ gọi